Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Đảng Bộ Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá đã tổ chức Đại hội Đảng Bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đánh giá tại đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Viện Kinh tế Kỹ thuật Thuốc lá luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục những khó khăn và tập trung cho công tác nghiên cứu khoa học và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều nhiệm vụ khoa học đã được triển khai và thực hiện, cung ứng được nhiều giống thuốc lá mới, đạt chất lượng cao. Trong nhiệm kỳ mới, Viện sẽ phấn đấu trở thành doanh nghiệp khoa học công nghệ hàng đầu của ngành công thương. Đối với Công ty Cổ phần Hòa Việt, phát huy truyền thống trong 25 năm xây dựng và phát triển, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy công ty đã lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và toàn thể công nhân viên chức lao động nỗ lực thực hiện kế hoạch 5 năm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 7 nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Sản phẩm chất lượng cao của công ty tăng trưởng từ 800 tấn năm 2010 đã tăng lên 2.300 tấn năm 2014. Tại khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh, Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn cũng đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020. Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ đã kết nạp 38 đảng viên mới, 100% đảng viên được phân loại, đánh giá là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chi đảng bộ luôn đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch và vững mạnh. Đảng bộ công ty trong 5 năm đã đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ công ty tiếp tục đề ra các giải pháp, trong đó phấn đấu doanh thu bình quân tăng 5,1% một năm, lợi nhuận tăng 4,5%, kim ngạch xuất khẩu tăng 6,1% và nộp ngân sách nhà nước tăng 4,5%.